Cơ sở lan rừng Ngọc Bền ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Nay cơ sở chúng em cập nhật về một lô hàng nữa, rất là nhiều loại hàng mới lạ trong những phiên gần đây. Thì, vâng mọi người, trước khi được vào giới thiệu những cái mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người, thì em cũng giới thiệu về cơ sở chúng em ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Số điện thoại để liên hệ trực tiếp mua hàng với cơ sở chúng em là số 0984754102 nhé các bạn nhé. Đó. Và rồi bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mặt hàng ngày hôm nay có. Và em sẽ đề xuất giá chi tiết của từng loại. Và giá em đề xuất ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đấy, các khách hàng lưu ý giúp em là hình thức bán hàng của em sẽ gửi hàng qua bên bưu điện, rồi sẽ có bên bưu tá họ phát giao phát hàng tận nơi cho các bạn và thu tiền hàng và tiền cước trực tiếp với các bạn luôn ạ. Và em gửi hàng đi toàn quốc nhé các bạn nhé. Đấy, em đi vào giới thiệu những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có luôn cho các bạn. Thì ở đây là quế tím. Quế tím có giá 160.000 một kg. Đấy, còn chừng khoảng 3-4 kg gì đây thôi. Đấy, quế tím thì đang chuẩn bị cho vào mùa nụ nhá các bạn nhé. Nụ bây giờ thì đang khép nếp nấp ở trong những kẽ lá rồi đấy ạ. Còn đây là hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình thì mùa này thì thân của nó sẽ nhìn hơi héo héo một chút nhá các bạn nhé. Và thân của nó, đặc điểm thân nó khá là dài. Đấy, hoàng thảo Thái Bình thì nhìn thân lá và hoa rất là đẹp luôn. Các bạn search mặt hoa ở trên Google nhé. Bác Google cái gì cũng biết. Đấy, hoàng thảo Thái Bình có giá 150.000 một kg thôi các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ mà hàng thì khô rong. Các bạn nếu mà thực sự là mới nhìn thấy cái loại này lần đầu có khả năng bảo là nó héo gần chết đấy. Đấy, nhưng mà thực sự là cái hàng này nó mùa này nó héo thân. Đấy. Và còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng hôm nay bán rẻ cho mọi người 130.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, hơi nắng một chút. Ở chỗ này hơi nắng một chút. Lát nữa chúng em giới thiệu xong cho các bạn thì chúng em sẽ phải dồn hết toàn bộ hàng đi vào chỗ râm thì mới được. Tại vì bây giờ em bày ra đây để giới thiệu cho mọi người. Và nắng hôm nay thì bắt đầu hứng lên, khá là nắng to. Đấy. Và còn đây là thập hoa. Thập hoa hàng còn chút hàng xấu xấu này thôi thì bán rẻ cho mọi người là 140.000 một kg. Đó. Còn đây là kim điệp nhựa. Đấy, kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa có giá là 250.000 một kg nhé các bạn. Kim điệp nhựa có những cái bông hoa màu vàng mà cánh nó bóng mượt như nhựa. Kim điệp nhựa, kim điệp thơm, hoa rất là thơm luôn các bạn ạ. Đấy. Bây giờ đang là mùa hoa, cũng là mùa ghép rất thuận lợi cho cây phát triển. Đấy. 250.000 một kg. Còn đây chuối ngọc. Chuối ngọc hôm qua em có khách đặt này. Hết hàng rồi này. Chuối ngọc thì giá. Đấy, khách hết hàng rồi các bạn nhé. Còn đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua có giá 150.000 một kg. Có độ khoảng 3 kg này. Còn đây sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên loại hàng cây to đẹp là 200.000 một kg. Còn loại hàng cây nhỏ nhỏ, nhỏ này thì rời rời này là 160.000 một kg các bạn ạ. Đấy, đây là hàng cây nhỏ. Đấy, hàng giống thì rất là rẻ tiền luôn. Còn đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì hàng giống này thì rất là rẻ thôi các bạn ạ, 220.000 một kg. Còn ở đây loại hàng đẹp. Đấy, chúng em phân loại hàng đẹp khác, hàng xấu nó khác. Đấy, mặt bông của hoàng thảo vôi bây giờ đang nở đây, hoa rất là tím đẹp. Cái này là hoàng thảo vôi Bắc nên là nó không màu hoa của nó không hề nhợt nhạt như là hoàng thảo vôi rừng Lào đâu. Đấy, cái này là do vận chuyển ở trong thùng ra nữa nên là màu hoa của nó vẫn chưa bắt được sắc lắm đâu nhá các bạn nhá. Nó vẫn còn hơi nhạt nhạt đấy, nhưng mà như thế này là sang năm chúng ta thuần được là màu bông của nó cực kỳ là sắc màu luôn, đậm sắc luôn. Đấy,
280.000, loại hàng đẹp nhé các bạn nhé, hoặc thảo vôi Bắc. Thân rất là to này. Còn ở đây là ngọc thạch ba màu. Đấy, ngọc thạch ba màu này. Bây giờ đang nụ ra đây. Đấy. Đây là một cái nụ điển hình của nó mà to nhất ở đống này đây. Đấy. Còn rất nhiều thân đang sưng mắt nụ đây nhé các bạn nhé, đang phình này, đang phình mắt nụ này. Đây này, mắt nụ đang phình này. Đấy. Được chưa? Ngọc thạch ba màu có giá là 200.000 1 kg. Đó. Hàng rất là đẹp luôn, ngọc thạch Bắc nhá các bạn nhá, không phải ngọc thạch rừng Lào. Ngọc thạch rừng Lào thì thân nó nhỏ hơn, thân nó mảnh và nhìn nó vàng óng, gần như là điện Biên Đông á. Đấy là ngọc thạch rừng Lào ấy. Và còn đây là trầm Myanmar. Trầm Myanmar loại trầm hàng Trung, 750.000 1 kg. Đấy. Hàng rất là đều và gần như là không có hàng gãy dập. Cái hàng gãy dập ấy thì em bán rẻ cho mọi người là 650.000 1 kg thôi. Đấy. Đây, như thế này đây, nó gãy này. Và có cả hàng chip nhá các bạn nhá. Đấy, hàng chip như này nhá là 650.000 1 kg. Đấy, các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em. Đó, gãy này. Thấy chưa? Đó. Đấy. Hàng gãy này, cái nhỏ này. Đấy. Đấy, nhỏ này, gãy này là 650.000 này. Nhỏ đây. Còn ở đây thì cứ loại chung chung mà thân tơ đầy đủ, không dập cấy là 750.000 nhá các bạn nhá. Đấy, chip này. Ở đây thì chắc em lọc cái bọn chip với cái bọn gãy này ra chắc cũng được chừng khoảng 1 kg như này, tại vì nó cũng khá nhiều đấy các bạn ạ. Đấy, đây là chip này, thân nhỏ này. Đây, dài đẹp như này thì cho vào hàng đẹp được các bạn ạ, tại vì nó còn 20 phân cơ, dài 20 phân cơ. Đấy, cho vào hàng đẹp được thì lác đác lấn một tí. Hàng gãy nhưng mà gãy dài chứ không phải là gãy ngắn. Cái bọn cun cùn mà gãy ngắn thì em lọc ra đấy, cái này em lọc hàng trực tiếp cho các bạn xem luôn. Chứ không phải là ấy nữa. Đây, hàng này toàn thân già này, cho vào hàng chip này, 650.000 này. Hàng đẹp này. Đấy, chip này. Chip thì ngắn cun cùn thôi. Đấy, còn đây là hàng tầm trung thôi. Cái loại hàng dài đẹp ấy thì đây hàng đẹp này. Dài đẹp thì 800.000 1 kg cơ. Đó. Còn ở đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì đang vào mùa, cũng đang mùa bông như này đây các bạn ạ. Màu này. Màu ngả vàng và có một cái họng cam nhá các bạn nhá. Cánh của nó hơi ngả vàng và họng cam nhé các bạn. Đây, như một bông này đây, nó đang nhân nở này. Đấy, họng cam này. Màu cánh của nó kiểu như là màu vàng vàng, kiểu như màu hơi màu sữa tí. Đấy. Nhất điểm hoàng có giá 120.000 1 kg. Đấy. Còn đây kim Việt Xuân. Kim Việt Xuân em có khách đặt hết hàng rồi các bạn ạ. Hàng nó có khách đặt hết hàng rồi. Nói chung là hàng nó cũng tương đối thôi, 180.000 1 kg, nhưng có khách đặt hết hàng rồi. Hàng xấu thì em bán có 150.000 thôi. Đấy, loại hàng đẹp là 180 nhưng mà có khách đặt hết rồi. Còn chắc còn ít hàng xấu. Còn ở đây là Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì đây, mặt bông của Long Tu Xuân đây, hoa cũng tím đậm luôn này. Đấy. Long Tu Xuân này thì tất nhiên là Long Tu Xuân với Long Tu Đá hoa tím thì đều phải nhập rừng Lào nhé các bạn nhé. Nhưng mà tùy theo từng khu vực mà bông được bông màu đậm mà bông màu nhạt nhé. Đấy, loại hàng đẹp có giá là 280.000 1 kg. Và còn đây chắc độ khoảng 1 kg hàng giống thì 220.000 1 kg các bạn nhé. Đấy, hàng giống thì cây nhỏ thôi, chẳng qua là nói hàng giống cho nó dễ phân biệt. Đấy. Còn ở đây là đùi gà tròn này. Đâu, đùi gà tròn, loại hàng này, loại hàng hơi xấu thì có giá là 180.000 1 kg. Còn cái hàng đẹp ở bên trên này. Đấy. Hàng đẹp thì ở đây là 220.000 1 kg. Đùi gà tròn nhá các bạn nhá. Đây, đùi gà tròn nhá. Đấy, mặt bông của đùi gà tròn đây.
màu hoa tím đậm rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, đây những cánh hoa tím màu sắc cực kỳ là quyến rũ và có mùi hương thơm nồng nàn nhé các bạn nhé. 220.000 1 kg. Và còn ở bên này đây thì hàng dề đấy, các bác thích hàng dề thì em lọc ra được chút hàng dề như này đây. Thì cái hàng dề này có giá là 250.000 1 kg. Đấy, các bác thích bảo lấy một dề 1 kg, em có dề 1 kg, đều đều kiểu dề 1 kg. Còn dề 2 kg không có, chỉ có dề 1 kg, 1,2 kg, và có khi là có dề 1,5 kg. Chứ còn dề mà to hơn nữa thì chúng em lại không có các bác nhé. Đấy, đây đùi gà tròn nhé các bạn. Đấy, mặt cua này. Đó. Đấy, còn ở đây em còn có đùi gà dẹt. Đùi gà dẹt hôm nay em bán giảm giá kịch sàn cho các bạn, 170.000 1 kg thôi, đùi gà dẹt nhé các bạn nhé. Đấy, nhìn cây lá nó xuống lá nó khá là nhiều nên là nhìn nó hơi sơ sát thôi, chứ còn về chúng ta trồng để chơi hoa năm sau thì còn đẹp bướt mát luôn, thân tơ thì còn rất là nhiều nhớ các bạn nhé. Đấy, đùi gà dẹt 170.000 1 kg thôi, giảm giá kịch sàn cho các bạn luôn. Và còn ở đây em có hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc có giá 280.000 1 kg. Đấy, màu hoa này, màu hoa hạc vĩ bắc đây. Đấy, không phải màu hồng nữa là chuyển sang màu tím rồi, màu rất là đậm màu. Nó tùy theo từng lô hàng đấy các bạn ạ. Cái màu sắc này thì nó phụ thuộc vào từng khu rừng mà. Có những khu rừng cho màu bông rất là nhạt luôn, nhưng mà cái lô này được màu bông đậm này. Đấy, còn đây là kiều vuông. Kiều vuông cam nhé các bạn nhé. Kiều vuông cam loại thân dài á là 250.000 1 kg. Đó. Còn đây là kiều vàng. Kiều vàng thì có loại hàng đẹp đẹp, thân nó mướt mướt hơn. Nói chung thì mùa này nó đang xuống lá các bạn nhé. Đấy, mùa này thì hoàng thảo nó vẫn còn xuống lá rất nhiều, kể cả phi điệp bây giờ cũng đang xuống lá nhé các bạn nhé, và cho nụ. Đấy, phi điệp kiều vàng thì bây giờ cũng đang sưng những mắt nụ rồi nhé các bạn nhé. Sắp tới chúng ta chơi hoa là kiều vàng luôn này. Loại hàng đẹp là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn ở bên này có một chút hàng xấu xấu này. Chút hàng xấu xấu này em bán xả cho các bạn là 120.000 1 kg thôi này. Đấy, đây là hàng xấu xấu này. Đó. Đấy, chúng ta xem chi tiết của những mặt hàng lan ngày hôm nay chúng em có để chia sẻ cho mọi người. Thì em đã giới thiệu chi tiết giá của từng loại nhé các bạn nhé. Nên là các bạn thích loại lan nào vui lòng liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0984754102 để đặt hàng trực tiếp với cơ sở chúng em, và chúng em sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn ạ. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại nhé.